Yeah, yêu dấu của em ơi. Cherry cherry lady. Hát xong tự nhiên view tụt xuống còn 100 view. Á sợ trời. Chị với anh Dương dạm hỏi rồi ạ. Cái này không phải là dạm hỏi bé yêu ơi, cái này nó không phải là dạm hỏi, nó giống như là một buổi nói chuyện chính thức của hai bên gia đình người lớn thôi. Nên là nó cũng chưa hẳn là giảm hỏi thì nó sẽ đông hơn và nó sẽ nhiều vấn đề hơn. Trong miền Nam á, thì gia đình chị nói là cái này có vẻ như nó đang là bỏ rượu cả nhà. Là Dương sẽ đi qua bên nhà chị bỏ rượu bên nhà chị, trà rượu gì đó. Với lại là trước giờ gia đình hai bên chưa gặp nhau mà lại cách xa nhau quá, nên là cái buổi này nó mang muốn cái tính chất nó thân mật, gần gũi nhiều hơn. Nên nó không có lễ nghi nhiều, nó không có lễ nghĩa nhiều để đỡ xa cách. Ví dụ như mình gặp gì rồi xong rồi đấy, xong rồi mình sắp tới mình sẽ có một cái lễ, nó sẽ kiểu như là kiểu dạm ngõ với là hoặc là đám hỏi gì đó, nó sẽ đầy đủ hơn. Còn này là chỉ là nó là một cái buổi gặp mặt thôi mọi người ạ. Của hai bên người lớn sẽ nói khi nào cưới này, xong rồi cho hai đứa yêu nhau này, xong rồi giờ mẹ Dương xin phép mẹ của chị để cho chị gọi mẹ Dương bằng bằng mẹ này, cho Dương gọi mẹ chị bằng mẹ này. Đó là vậy đó, trời ơi mọi người ơi, hồi hộp muốn chết rồi. Nhìn mặt bà Dương lên nó đơ, trời ơi, đi hỏi cưới gì mà đơ dữ vậy trời. Đơ gì mà ai tin tưởng gả con gái cho. Lần đầu. Trời ơi, mặt đơ. Đơ muốn xỉu luôn á cả nhà ơi. Xong rồi tôi hả, tôi là 34 tuổi đầu nhưng mà tôi chưa lấy chồng lần nào nên tôi cũng đơ mọi người ơi. Rồi đơ lắm luôn á, mà hai cái cơ mà chạm nhau xong rồi người lớn nói chuyện tùm lum tùm la, hai đứa ngồi mà, đúng chị? Ừ mà cứ ngu chả biết nói gì. Vui lây luôn à, trời ơi, phải vui lên mấy em ơi. Đúng rồi chị, giờ chị cũng còn đang rạo rực trong người quá nè. Mà bữa giờ chưa có thời gian để up lên, hôm nay phải up lên rồi mọi người. Vô nhớ comment nha mọi người, nhớ comment giấy nhà lên clip rồi đó.